Dạ em xin kính chào quý chị khách hàng. Hôm nay là ngày chủ nhật. Đấy thì hôm nay Hạnh Nguyễn lên đây quay ở cái biệt thự Sun Gold Westlake Tân Mỹ Đức Hòa Long An này. Và cũng xin giới thiệu cho quý chị khách hàng một vài căn với cái vị trí khá là ok. Cho thuê cũng được hoặc là mua để ở mà kinh doanh cũng được. Đấy, đầu tư cũng ok nha anh chị nhé. Đấy, đầu tư khá là ok. Thì trước mặt quý anh chị khách hàng đây, Hạnh Nguyễn đang có những cái căn như thế này, là biệt thự song lập với diện tích là 10 x 20, xây 1 trệt 2 lầu. Thì đối với những cái căn nhà thô và chưa hoàn thiện á, thì Hạnh Nguyễn có rất là nhiều khách hàng ký gửi và với giá là 6,2 đến 6,8 một căn nhé. Cái này là sản phẩm ký gửi anh chị nhé, chứ không phải sản phẩm của chủ đầu tư đâu. Sản phẩm chủ đầu tư bây giờ còn khá là ít và những cái vị trí thì nó không có được gọi là ưu tiên về đầu tư cho lắm, chỉ có ưu tiên về khách hàng mà mua để ở an cư đó anh chị nhé. Đấy, thì đối với những cái căn biệt thự ở đây, chủ đầu tư tập đoàn Trần Anh đã xây dựng là 500 căn ở đây, bao gồm biệt thự mini, biệt thự song lập và biệt thự đơn lập. Đấy, có rất là nhiều quý anh chị khách hàng nói với em là, và em cũng chào thông tin cho quý anh chị khách hàng nói, trời ơi, để mà 3-4 tỷ về đây mua thì nó quá là xa xôi, và 3-4 tỷ thì anh mua ở thành phố, anh mua ở Sài Gòn nó sẽ ok hơn. Nhưng mà thực ra anh chị bỏ ra 3-4 tỷ ở đây ấy, nó sẽ có những cái mà ưu nhược điểm nó khác, nó khác với thành phố. Nếu mà ở đây thường không thường thì những cái căn mà biệt thự song lập, biệt thự mini bây giờ hiện tại là giá 3,8 tỷ. Đấy, và còn được chiết khấu thì khoảng 3,1 tỷ, 3,2 tỷ một căn. Thì anh chị cứ tính đi là nếu anh chị mua với cái diện tích là 6 x 14, xây 1 trệt 2 lầu, rất là đẹp như thế này, thì anh chị mua ở Sài Gòn thì giá nó hơn nhiều, chứ nó không có giá như vậy đâu. Bởi vì Sài Gòn nếu mà 2 tỷ mấy 3 tỷ anh chị mua được các căn nhà 4 x 10, 4 x 12, đấy là gọi là diện tích lớn đấy, diện tích được đấy, mà có sổ nhé. Còn ở đây thì nó sẽ khác. Đấy, ở đây đối với những cái căn biệt thự mini, những cái căn biệt thự song lập, đơn lập thì nó sẽ giá rất là cao. Nhưng mà cao với cái điều kiện là anh chị là có tài chính và anh chị muốn an cư ở khu vực này. Bởi vì khu vực này người ta xây dựng những cái khu dân cư như thế này, nó bao gồm đầy đủ những cái tiện ích để cho khách hàng có thể sử dụng. Và ở đây chỉ để mà ở an cư đầu tư hoặc là nghỉ dưỡng thôi chị nhé. Nó rất là phù hợp, rất là đẹp. Và đặc biệt á, thì ở đây thì anh chị có thể là về đây nghỉ dưỡng cuối tuần hoặc là mua cho mình căn nhà thứ hai ở đây. Bởi vì ở đây không phải những cái sản phẩm của chủ đầu tư có đâu, những cái sản phẩm mà khách hàng bán ký gửi lại thì giá nó sẽ tốt hơn rất là nhiều so với cái sản phẩm của chủ đầu tư. Cho nên anh chị nào có nhu cầu đầu tư an cư thì có thể là liên hệ cho bất động sản Hạnh Nguyễn nhé. Hạnh Nguyễn ở đây là có nhận hoàn thiện nhà. Đối với những anh chị khách hàng nào mua nhà và có điều kiện hoàn thiện nhà thì Hạnh Nguyễn sẽ giúp cho quý anh chị khách hàng hoàn thiện. Và đặc biệt nếu anh chị nào chưa có nhu cầu ở, Hạnh Nguyễn sẽ hỗ trợ cho quý anh chị khách hàng tìm khách hàng để mà thuê lại các căn nhà của mình, kiếm thêm thu nhập cho quý anh chị khách hàng lúc mà anh chị khách hàng chưa có nhu cầu để ở nhé. Em xin kính chào quý anh chị khách hàng. Hẹn gặp lại anh chị ở những cái video tiếp theo và dự án tiếp theo nhé. Em xin kính chào ạ.